Chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị, xảy răng là thói quen của nhiều người, tuy nhiên thì cần hết sức cẩn trọng. Có nhiều người không may đã nuốt phải que tam nhọn vào bụng và cuối cùng đã chịu hậu quả nghiêm trọng như là trường hợp của một cụ ông ngoài 70 tuổi dưới đây. Và đau bụng âm ỉ liên tục, kèm sốt và rét run, trướng bụng kéo dài 5 ngày. Cụ ông ở huyện Diễn Châu, Nghệ An được đưa tới bệnh viện để kiểm tra. Thì các bác sĩ phát hiện que tam dài 5cm đã đâm thủng ruột non. Theo thông tin từ khoa ngoại tiêu hóa, bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An, bệnh nhân 72 tuổi, ngụ tại huyện Diễn Châu, Nghệ An, đã ổn định sau khi được các bác sĩ phẫu thuật lấy que tăm trong ổ bụng. Trước đó bệnh nhân đau bụng âm ỉ liên tục, kèm sốt rét run, chướng bụng kéo dài đã 5 ngày không đỡ. Qua thăm khám bệnh nhân có phản ứng thành bụng hố chậu phải, sờ thấy khối, ấn vào đau nhiều. Hình ảnh chụp cắt lớp ổ bụng cho thấy nghi dị vật là que tăm nhọn xuyên thủng ruột, gây áp xe và phản ứng viêm vùng hố chậu phải. Ngay sau đó các bác sĩ đã phẫu thuật lấy dị vật ra khỏi ổ bụng. Hai ngày sau mổ, bệnh nhân đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, hết hẳn những cơn đau. Theo các bác sĩ thì trung bình mỗi năm bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An thì tiếp nhận từ 4 cho đến 5 ca bệnh do nuốt phải tăm xỉa răng tương tự và điều đáng nói là rất ít trường hợp nhớ rằng mình nuốt tăm để đến bệnh viện xử lý sớm. Yếu tố nguy cơ xảy ra nuốt tam xỉa răng thì có thể đến từ thói quen ăn nhanh hay là ngậm tam sau khi ăn.